Suy niệm Chủ nhật thứ 20 mùa thường niên năm A. Bài của Linh Mục Giuse Vũ Đình Thường. Tìm hiểu. Đức Kitô và môn đệ đi vào vùng Tyre và Sidon. Nơi đây phong tục tập quán khác với quê hương Ngài sinh sống. Tại quê hương Đức Kitô, nhiều lần biệt phái và pha-ri-siêu sai người đến hỏi với mục đích gài bẫy Đức Kitô. Vừa vào miền đất lạ, có người phụ nữ đến nài van xin cứu chữa con bà bị quỷ ám. Bà rất yên tâm trong việc nài van. Điều này gây thắc mắc, bà thực sự đến xin chữa cho con bà hay bà là tay sai của nhóm lãnh đạo đứng sau lưng sai bà đến gài bẫy Đức Kitô. Đức Kitô biết rõ con tim bà, biết bà thành tâm, nhưng môn đệ ngài hẳn không rõ. Do muốn xác định tâm ý người phụ nữ, Đức Kitô làm thinh không đáp lại lời bà nài van. Trong khi đó, môn đệ Đức Kitô cảm thấy bà làm phiền toái nên nói với Đức Kitô: "Xin thầy ban cho bà điều bà xin. Các ông xin giùm bà không phải vì các ông yêu mến bà, nhưng chính là để các ông được yên, tránh bà làm phiền các ông." Do yêu cầu của các môn đệ, Đức Kitô không nói với bà nhưng nói với môn đệ: "Thầy được sai đến với chiên lạc nhà Israel." Câu nói này được coi như một câu dò ý xem bà kia có phải là chiên lạc nhà Israel không. Nếu bà là chiên lạc nhà Israel, bà sẽ lên tiếng tự nhận: "Phải, chính tôi là chiên lạc mà ngài đang tìm kiếm." Bà nghe rõ Đức Kitô đi kiếm tìm chiên lạc nhà Israel. Bởi bà không phải là chiên lạc nhà Israel nên bà không dám tự nhận. Thay vì quay lưng đi, trái lại bà tiến gần Đức Kitô hơn. Thay vì đứng để van xin, lần này bà quỳ gối trước mặt Đức Kitô. Bà cũng đổi cách xưng hô. Khi mới gặp Đức Kitô, bà xưng ngài là: "Lạy ngài là con vua David, xin vũ lòng thương tôi." Mắc-theo chương 15 câu 22b. Bây giờ bà xin: "Lạy ngài, xin cứu giúp tôi." Đức Kitô đáp chung cho bà lẫn môn đệ của ngài nghe: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó." Mắc-theo chương 15 câu 26. Thật nghe câu này, ý tưởng đến ngay trong đầu: gọi người khác là chó là khinh thường, là nhục mạ người ta. Ngạc nhiên thay, người phụ nữ không tức giận, cũng chẳng phản kháng. Trái lại, bà vẫn ôn tồn, khiêm nhường đáp lại lời Đức Kitô. Câu nói của Đức Kitô nói đến con cái trong nhà và chó của chủ cùng chung sống. Trong trường hợp đây, bà không phải là con cái trong nhà. Vì thế, từ chó đây không dùng ám chỉ đến bà. Bởi bà không phải là con cái trong nhà Israel. Cũng có thể hiểu đây là cách nói khác đi của câu nói: thầy được sai đến với chiên lạc nhà Israel. Có giải thích khác, giải thích là thời đó, từ chó là tiếng lóng dùng chỉ chung cho tất cả dân ngoại. Bản tính của chó là mến chủ và trung thành với chủ, sống với chủ, hưởng ân lộc của chủ, mà phản bội chủ thì quả là thua chó. Nhã nhặn, khiêm nhường, thành khẩn nài van cho biết bà chân thành xin Đức Kitô cứu con bà. Ngoài ra, bà không có tà ý nào khác. Đức Kitô biết rõ thâm ý bà, nhưng ngài muốn chính miệng bà nói ra để giúp các môn đệ có thêm kinh nghiệm trong việc truyền giáo sau này. Đối đáp của bà cho biết ba điều quan trọng. Thứ nhất, bà không phải là chiên lạc nhà Israel. Thứ hai, bà rất thành tâm trong việc xin Đức Kitô cứu giúp con bà, nơi bà không hề có tà ý nào khác. Thứ ba, và quan trọng hơn cả, bà đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô. Điều này thể hiện rõ trong cách bà hành xử. Đức Kitô nói với bà: lòng tin của bà mạnh thật, bà xin sao sẽ được như vậy. Mắc-theo chương 15 câu 28. Bà không xin Đức Kitô làm phép lạ tại chỗ để củng cố lòng tin bà dành cho ngài. Bà cũng không mong Đức Kitô thực hiện điều kỳ lạ trước mặt mọi người. Bà chỉ xin có một điều là Đức Kitô chữa con bà khỏi bệnh. Chữa cách nào bà không quan tâm. Quan tâm chính của bà là con bà khỏi bệnh. Vì thế, khi nghe Đức Kitô nói bà xin sao sẽ được như vậy, bà mừng rỡ, vui vẻ, vững tin ra về. Quả thật, chưa đến nhà,
bà đã nghe hàng xóm kháo với nhau là con bà đã khỏi bệnh, hoàn toàn mạnh khỏe, bình an. Người phụ nữ cho thấy bà thương con hết lòng và sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể trong khả năng để giúp con bà được bình phục. Câu chuyện cũng cho biết Đức Kitô đến với mọi người không phân biệt màu da, sắc tộc, ngôn ngữ, miễn là người đó chân thành, yêu mến, tôn thờ Thiên Chúa. Câu chuyện cũng xác định một yếu tố khác nữa là Thiên Chúa đáp lại lời ta xin cho nhu cầu của người khác. Người phụ nữ xin cho con bà, chứ không phải chính con bà xin, mà là người mẹ cầu xin thay cho con. Và Đức Kitô đáp lại lời bà này vang: như thế, đức tin của ta có thể giúp người khác qua lời ta chân thành, tha thiết nài vang. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người được bình an và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Bài của Linh Mục Giuse Vũ Đình Tường.